Xin kính chào quý vị khán giả. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 là những người khôn ngoan và khéo léo, mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Tử vi tháng 8 cho thấy rằng công việc của những người tuổi Quý Tỵ đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió do được tam hợp cục với lệnh của tháng. Vậy nên trong tháng 8 này có tài lộc, có nhiều tin tức tốt đẹp về tiền bạc. Do được quý nhân giúp đỡ cho nên mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc của bạn thì bạn nên quyết định một cách nhanh nhạy và thẳng thắn, sòng phẳng. Tháng 8 âm lịch dự đoán sẽ là một tháng cực kỳ tốt đẹp cho những người tuổi Quý Tỵ. Vậy nên bạn cần phải nắm được điều đó để giúp cho mình có được những thành công rực rỡ về tiền bạc cũng như đã có được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, làm ăn trong tháng 8 này quý vị nhé. Và sự thành công của con giáp này, những người tuổi Quý Tỵ trong tháng sẽ vang dội như thế nào? Mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết mà chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị ngay sau đây để có thể nắm bắt và chiêm nghiệm. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Quý Tỵ, sinh năm 1953 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1952 ngũ hành trường lưu thủy, họ là người trầm ổn, tài trí hơn người, rất biết cách cư xử, biết tiến lùi ở đời. Là người rất giỏi chuyện xã giao, họ có phẩm chất cao sang, thường được mọi người quý mến và đánh giá cao. Tuy nhiên người này lại tâm địa xấu xa và có lòng đố kỵ, khiến họ không giữ được các mối quan hệ lâu dài. Đó cũng chính là lý do khiến họ mất nhiều cơ hội để tiến thân hay kiếm tiền. Người tuổi này thời trẻ rất vất vả, trải qua nhiều khó khăn mới có được cuộc sống tốt đẹp, an nhàn hơn vào trung niên. Họ thích sự nồng nhiệt và theo đuổi tình yêu rất chân thành. Họ sống nội tâm, ít nói và không dễ nóng giận và thường suy nghĩ kỹ trước khi quyết định việc gì đó. Hiểu rõ về bản thân mình, biết mình yếu ở đâu, mạnh chỗ nào, đề cao đời sống tinh thần. Họ có khả năng dự đoán hướng đi đúng rất tốt. Xem tử vi tháng này của quý vị gia chủ Quý Tỵ, vận trình khá ổn định, tuy không đến mức vượng phát rực rỡ nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại. Ở độ tuổi này bản mệnh có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn định, mưu sự có quý nhân trợ giúp, được hỗ trợ lo liệu từ đầu tới cuối, không có bất kỳ vướng mắc nào. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp kỷ âm thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ Quý Tỵ sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận kẻo xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Hầu hết những người tuổi Quý Tỵ ở tuổi này đều đã về hưu, không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp. Nhưng với những người vẫn còn lo nghĩ về đường công danh thì tháng này không phải là một tháng may mắn. Thậm chí có người còn gặp rắc rối với mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, các bên không đồng nhất quan điểm, dễ dẫn đến đấu đá loại trừ nội bộ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Nguồn tài chính có dấu hiệu tăng lên trong tháng này, đó có thể là nguồn lợi nhuận bạn nhận được khi thực hiện các dự án bất động sản trúng số được hỗ trợ. Lại thêm khoản lương hưu ổn định hàng tháng giúp mệnh chủ không còn nỗi lo về tài chính, có người còn có điều kiện phụ giúp con cháu. Tuy vậy, trong tháng này, gia chủ cũng có mức chi tiêu lớn, chủ yếu cho thuốc thang, đóng góp cho việc tu sửa nhà cửa. Ở tuổi này, của gia chủ tiền bạc hay của cải không còn quan trọng, nên việc chi tiêu cũng không cần quá tằn tiện. Gia chủ đã vất vả nhiều rồi, thời gian này hãy dành cho sức khỏe, cho con cháu và cho những thú vui tuổi già. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, cần phải đề phòng các nguy cơ tiềm ẩn về tim mạch, khí huyết, ngoài ra có dấu hiệu bất thường về đường tiêu hóa, chú ý chế độ ăn uống khoa học. Những người có tiền sử bệnh về xương cốt không nên ở trong môi trường tối và ẩm ướt quá lâu, tránh khiến bệnh tình trở nặng hoặc để lại hậu họa về sau. Các quý vị gia chủ quý tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi quý tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tháng này dự báo các mối quan hệ của gia chủ rất dễ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực, gia đạo bất ổn do các thành viên không tìm được tiếng nói chung, đôi khi chỉ vì một vài mâu thuẫn ý kiến mà dẫn đến tranh cãi, không khí gia đình căng thẳng. Một phần nguyên nhân cũng bởi vì tính cố chấp của con giáp này gây ra. Mệnh chủ nên lắng nghe nhiều hơn, có cái nhìn của con cháu đôi khi cũng hữu ích và thích hợp với thời đại hiện nay hơn là chúng ta nghĩ. Đừng tự quyết định mọi việc và khăng khăng làm theo ý của mình mà không cần tham khảo ý kiến của người thân. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 8 năm 2022, kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu, lục hợp thìn tam hợp sửu và tỵ thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Đối với những người tuổi quý tỵ trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 8 năm 2022, tức ngày 7 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Hợi, có nạp âm đại hải thủy. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 8 năm 2022, tức ngày 19 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Hợi, có nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ quý tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi quý tỵ trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 8 năm 2022, tức ngày 4 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Thân, có nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 8 năm 2022, tức ngày 16 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Thân, có nạp âm Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi quý tỵ trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và trước khi rời đi, quý vị đừng quên ấn chuông thông báo và đăng ký kênh quý vị nhé. Đó sẽ là cách mà quý vị ủng hộ chúng tôi, những người thực hiện nội dung chương trình. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.